Tại sao em lại tự ý nhận nhà của họ? Thì người ta tặng thì mình phải nhận chứ làm sao. Với lại anh đường đường là phó giám đốc của công ty Vũ Gia, sở hữu một cái căn hộ như thế này thì có gì là quá đáng nào. Quả cưới như vậy còn ít ý. Em tính như thế này nhá. Cái căn hộ này ấy, mình để cho thuê. Sau đó mình nói với họ là lý do mình không ở đây được là vì là sửa sang không kịp trước ngày cưới ấy. Rồi sau đó thì anh em với lại mẹ Mai cứ tiếp tục sống ở nhà Vũ Gia như trước. Cho thuê á? Anh thật là ngốc. Em cứ tưởng là anh thông minh lắm mà anh chả hiểu cái gì cả. Cô Lan tặng cho vợ chồng mình cái căn hộ này, thực ra mục đích là muốn đuổi khéo anh với lại mẹ anh ra khỏi nhà Vũ Gia đấy. Đúng không? Nếu như mà chúng mình đi quá sớm khỏi nhà Vũ Gia thì sau này cái chuyện mà con trai thừa kế của nhà họ Vũ rất là khó mở lời. Anh hiểu chưa nào? Mà anh không định để cho cô Lan sớm đạt được mục đích của mình chứ à? Anh sắp lấy được một người vợ tháo vát hết phần của người khác, nên mừng hay lo đây? Chúng ta đều có mục đích giống như nhau thôi mà. Và người ta thường nói người thông minh thì thường rất là hút nhau. Em chỉ nói theo thuyết vạn vật hấp dẫn thôi. Tất cả các món này là do tự tay con làm, để cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tổ chức đám cưới cho vợ chồng con. Rất con. Mặc dù con là dâu trưởng thế nhưng mà cũng mới về nhà mình không lâu, chắc là cũng còn nhiều bỡ ngỡ, cho nên con rất là hy vọng là sau này hai mẹ sẽ chu đáo cho con thêm ạ. Có trưởng hay là thứ còn phải xét. Dung này, con là người về nhà này làm dâu nhiều năm, nề nếp trong gia đình này con đã hiểu hết, cho nên con hướng dẫn cho Diệu từ từ nhé. Dạ vâng ạ. Thôi thôi, mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Nào mọi người. À Phong, hai con định đi trang bật ở đâu đấy? Chúng con định đi nước ngoài ạ. Nhưng mà vì thời gian cũng không có nhiều cho nên là chúng con quyết định đi Singapore. Anh à. À, sau đó thì vợ chồng con muốn sửa sang và trang trí lại phòng để cho nó ấm cúng hơn một chút ạ. Nhà được tặng thì cho thuê lấy tiền, phòng riêng thì đòi sửa lại. Tính toán giỏi đấy. Việc sửa sang nhà cửa không phải là việc riêng của anh chị. Đã thế cho nên là tranh thủ hôm nay con muốn xin phép bố mẹ luôn đấy ạ. Lấy chồng là lấy cả giang sơn nhà chồng. Phải tìm hiểu nề nếp gia phong của nhà chồng như thế nào để mà biết ứng xử cho lễ phép. Chẳng lẽ lấy chồng vài lần mới hiểu hay sao? Chuyện sửa phòng chắc là Diệu nghĩ là đơn giản, cho nên ăn nói hơi thất lễ. Với lại cháu thấy căn phòng hiện giờ đang ở rất tốt, không có vấn đề gì. Công ty bây giờ cũng nhiều việc, cho nên tuần trăng mật cháu cũng đang định gác lại. Ê, người ta bảo hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, đừng để cho vợ anh vừa mới về nhà chồng đã vỡ mộng nhá. À, tôi thấy lâu rồi gia đình mình cũng không có đi du lịch xa nhân dịp tuần trăng mật của Phong với Diệu, cho nên mình nên đi để mọi người hiểu nhau hơn. Mọi người thấy thế nào? Mẹ tôi có thói quen đưa đề nghị, nhưng chính là mệnh lệnh đấy. Khỏi. Bình thường thì con không đồng ý, nhưng mà riêng việc này con tham gia. Ai nào? Con. Yeah. Chị Lan, chị không nên nuông chiều vợ chồng Phong quá. Rồi sau này các cháu nó rảnh rỗi thời gian đi sau cũng được ạ. Không sao đâu cô ạ. Đằng nào thì vợ chồng anh chị ấy cũng chưa biết đi đâu cả. Con ủng hộ việc này. Cuối tuần này gia đình ta có thể đi ngay. Bố cũng đồng ý. Nào thôi, cả nhà. Cô Lan đã nói thế rồi, cả nhà đi cho vui. Chị Diệu có gì không vừa lòng thì phải. Không, chị rất vui.